Đã bao giờ các bạn lấy phim ra chụp trong niềm hân hoan vui sướng sau nhiều ngày phải ở nhà vì dịch bệnh? Thế nhưng, phim của bạn đã bị ẩm. Xin chào, mình là Kiên Nguyễn và rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong video của tuần này. Và để tiếp nối cho video về ảnh phim thì lần này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bảo quản và lưu trữ phim một cách đúng nhất. Với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam thì nếu như mà các bạn không bảo quản phim một cách bài bản thì phim của các bạn khả năng cao là sẽ bị ẩm này, bị mốc này, cũng như là bị giảm tuổi thọ khi mà các bạn chụp hình. Và ngày hôm nay trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách để giúp cho các bạn có thể bảo quản cũng như là lưu trữ phim một cách an toàn và bài bản nhất. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng chia ra các cái thời gian bảo quản phim với thời gian khác nhau. Đầu tiên là bảo quản trong thời gian ngắn hạn, ở trong vòng 6 tháng, và bảo quản phim trong thời gian dài hơn, từ 6 tháng trở lên. Và trường hợp đầu tiên là bảo quản phim trong vòng 6 tháng thì tốt nhất là các bạn hãy mua những cuộn phim mà còn nguyên vỏ hộp như thế này. Và việc đơn giản đó chính là cho tất cả mọi thứ vào trong cái ngăn mát của tủ lạnh thôi. Nhớ là ngăn mát nhé. Còn đối với những cuộn phim khi mà họ bán ra ấy, họ chỉ có mỗi cái vỏ nhựa cho các bạn thôi, hoặc là chỉ bán đơn giản là họ chỉ có đúng cái cuộn như thế này thôi, thì tốt nhất là các bạn hãy cho nó vào một cái lọ nhựa như thế này, lọ nhựa chuyên dành cho để phim ấy. Thì các bạn hãy cho thêm vào một cái túi zip nữa như thế này, cho thêm vào một cái túi zip đó, sau đó các bạn cho vào tủ lạnh, hay nhớ là cho vào ngăn mát tủ lạnh nhá, là bạn hoàn toàn có thể để được trong vòng 6 tháng. Và bên cạnh đó, nhiệt độ hợp lý để chúng ta có thể bảo quản được phim là 13 độ C và độ ẩm là dưới 60%. Và những cuộn phim mà được bảo quản ở ngăn mát thì các bạn hoàn toàn có thể lấy ra chụp luôn và không cần phải giã đông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trường hợp bảo quản thứ hai, đó là bảo quản trên 6 tháng. Và với thời gian dài như thế này thì bắt buộc chúng ta phải cho phim lên trên ngăn đông của tủ lạnh ấy. Và nhiệt độ phù hợp sẽ rơi từ âm 13 cho tới âm 23 độ C. Và độ ẩm thì không được vượt quá 60%. Và các bạn nên nhớ là tất cả phim của các bạn phải để ở trong lọ nhựa và đựng ở trong tủ zip nhá. Và đối với những cuộn phim mà bảo quản trên 6 tháng ấy thì các bạn thường sẽ để ở trên ngăn đông. Và nếu như các bạn lấy ra và chụp luôn ấy, thường phim chúng ta sẽ có hiện tượng bị gãy hoặc là bị đọng xương. Thì tốt nhất là khi mà các bạn lấy từ ngăn đông xuống, hãy cho nó vào trong ngăn mát khoảng 3 tiếng đồng hồ và các bạn có thể lấy ra chụp hoàn toàn bình thường. Và nếu như các bạn bảo quản phim không cẩn thận, để phim lung tung thì khả năng cao với phim các bạn sẽ bị nhiễm bụi này. Rồi bên cạnh đó, khi mà nó tiếp xúc với một số chất hóa học từ khí thải của xe cộ ấy, thì phim của các bạn cũng sẽ bị hỏng. Vậy nên tốt nhất hãy bảo quản phim ở một nơi sạch sẽ và thật là an toàn nha. Chắc hẳn là các bạn đã từng nghe loáng thoáng đâu đó những cái tin đồn liên quan tới việc các bạn cầm phim và cho nó đi qua cái máy quét hành lý ở sân bay ấy, thì phim chúng ta sẽ có một vài cái vết loang lổ hay là bị ảnh hưởng tới phim khi mà chụp. Thì sự thật nó không kinh khủng tới như vậy. Đối với những cuộn phim có ISO nhỏ hơn 400 ấy thì cái chuyện này nó không có quá là quan trọng. Những cuộn phim có ISO trên 400 đi qua cái máy quét hành lý khoảng vài chục lần ấy thì may ra thì nó mới có ảnh hưởng tới phim. Và bản thân mình cũng đã từng mang phim ra sân bay và chụp thì mình thấy nó chả có vấn đề gì cả, nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Và mình bật mí cho các bạn một điều, đó chính là cái độ mạnh của máy quét hành lý ở khu vực hành lý xách tay sẽ thường nhẹ hơn so với cái độ mạnh ở cái khu vực hành lý ở cái chỗ băng chuyền ấy. Vậy nên nếu như các bạn muốn an toàn thì các bạn hãy cho phim ở trong hành lý xách tay. Nếu như các bạn đi máy bay nhiều tới mức mà phải quét hành lý hàng chục lần ấy thì phim của các bạn may ra mới có ảnh hưởng. Vậy nên là các bạn không cần phải lo lắng gì đâu nha. Và mẹo cuối cùng thì các bạn hãy để phim ở một nơi thật là sạch sẽ, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao. Và tất nhiên thì các bạn cũng phải tránh các trường hợp là để phim ở trong cốp xe ô tô hay là cốp xe máy vì trong đấy khá là nóng. Và trên đây là tất cả những kinh nghiệm trong cái quá trình mình bảo quản ảnh phim. Hy vọng rằng với những kinh nghiệm này sẽ giúp cho các bạn có thể bảo quản phim một cách tốt hơn. Nếu như video này thật sự hữu ích, đừng quên ấn like và subscribe channel của mình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.